kênh Út Kim Tường hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tường lên đích hàng bên chú ha. Nè, hôm nay Tường lên đích hàng đây. Đồ nghề ha, kéo cắt tôn nè, đục nè, vít đó, những cái mặt hàng bên đây Tường còn nè. Rồi thùng đạn ha, thùng đạn thì lớn nhỏ. Thùng này là thùng 4 lít nè. Thùng 4 lít này 200 nghìn ha. Còn đây là thùng 7 lít. 7 lít thì giá của nó là 300 nghìn. 7 lít 300 nghìn ha. Còn đây là thùng 11 lít. 11 lít 800 ha. Còn cái thùng lớn nhất, thùng 37 lít là thùng này là giá của nó là 1 triệu 2 mấy anh chú ha. Hai cái thùng lớn này thì ít, số lượng ít lắm ha. Còn số mà số thông dụng là cái số thường mấy anh chú xài thùng này nhiều, 300 ngàn thùng 7 lít á đó. Đó, mấy anh chú chốt thùng thùng đạn mấy lít thì nhắn cho Tiền báo Tiền ha. Thì hàng bãi thì nó chày nhẹ nè, cái này giống như cái này ha, nó cấn nhẹ mấy anh chú ha. Còn mà có nhiều hàng nó bị móp méo và nó xét đó là Tiền bỏ qua một bên rồi. Còn mấy cái hàng mà nè, rồi mặt hàng bãi mà mấy chú ha, nếu mà cái này nó đựng đạn mà nè, giống như cái này nè, cấn nhẹ đây nè. Chứ còn mà mấy thùng móp chứ xét á thì bỏ qua một bên hết rồi mấy anh chú yên tâm ha. Chứ còn mà hàng bãi mà mấy anh chú mà nói hàng đẹp mà đẹp full thùng á thì không có ha, không có hàng bãi nào mà đẹp full thùng hết á. Rồi bắt đầu mình vô số 1 ha. Rồi cái hình thức thanh toán mình Tiền á, nếu mà ship COD á, nhận hàng thanh toán thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship. Đơn 300 trở lên đó chuyển khoản tiền bao ship. Rồi bắt đầu số 1, bánh xe Tiền còn ha, bánh xe số 1 còn nè. Anh chú nào chốt xem xe số 1 có 50 ngàn thôi, số 1. Bánh này nhựa ok luôn. Này làm vì tải tầm nhẹ tầm 100 kg lên, mấy chú tải mấy cái này là ok nè. Bánh nhựa vậy, cái này nó dơ thôi, cái này nó cao từ mà mặt bích lên đây nè, từ mặt đất lên mặt bích ha là cao 5 phân á. Rồi số 1 thì nó gồm hai bánh, là hai bánh xoay, hai bánh chết ha, hai bánh đứng vậy nè. Rồi hai bánh xoay. Rồi số 2 đứng. Cái con rồi. Rồi số 2 bộ bánh nhựa. Bánh này á bánh chú tải cao mà phi bánh nó bo to nè. Bánh chú nào mà để bánh cho nó cao lên thì lấy bánh này ha. Cái này nó không có khóa mấy anh chú ha. Cái này để coi bộ bánh này nó nặng. Bộ này 8 kg mấy anh chú. Đây à. Cái phi bánh, cái này súp bò nè. Phi bánh đâu à? 125, nãy mới thấy cái bánh rồi. Bò. Đây. Để nhìn kỹ mới thấy mấy chào, cái này 125 nhân 45 anh chú ha. Đó, phi bánh là 125 nè. Bề ngang bánh của nó là 45. Để Tiền đo cái chiều cao. Nè, bánh nào cũng xoay hết em anh chú. Rồi, cái này nó cao được 1 tấc 650 ha. Cái mặt bích của nó nè, mặt bích của nó là 13 nè. Dài 13 ha, ngang của nó là 11. Rồi, bộ số 2 này bánh nào cũng xoay hết, không có khóa. Bốn bánh chang nhau nha. Nó có một bộ duy nhất thôi. Rồi số 2 700 nghìn. Số 2 700 anh chú ha. Nè. Bánh còn đẹp luôn. Mặt bích nó cũng còn đẹp. Cái này nó bị sần nè. Số 2 700. Bánh nhựa này xài bền lắm. Rồi số 3. Số 3 bộ bánh đỏ như thường lệ. Mà ngày nào cũng lên bộ mới trơn nhá. Bộ soạn ra bộ mới. Mấy này mấy chú đẩy im nghiệm, cái này phi 125 ó 150 mấy chú. 150 á thì cái bộ bánh này nó cao được 1 tấc 9.
chính nha. Đó, mấy cái khóa bây giờ là nó co, nó cong, nó keo queo hết trơn rồi. Mấy anh chú về phải đập hoặc là sửa lại, mấy anh chú khóa được thì khóa ha, chứ còn tiền bán giá là không khóa nha. Nè, mặt bánh thì nó xày, nó trần về, nó sần á. Nhưng mà bánh chạy êm rịm anh chú, chạy êm rịm luôn nha. Mấy chú khỏi sợ mà bể bi bằng đàn nè, vàng hết. Tại vì trước khi á, giao hàng á, tiền kiểm tra cho kỹ. Có lần kiểm tra cũng bị bể hoài gì. Nó cũng nói chung là bán hàng thì phải có sơ xuất. Rồi tiền cũng bù cho mấy chú hết nè. Nè. Bánh này mấy chú ha. Nó sần thôi, nó sần nhưng mà nó không có bị lậu quá bánh mấy chú nha. Bánh này nó tải nhiều quá nó bị sần thôi. Rồi số 3 ha, 350.000 bộ này 8,5 kg. Ủa 8 kg nếu mà chuyển khoản bao ship mấy chú nha. Bánh xe nặng. Thì nó trên 5 kg là ship nó bốn mấy ngàn 50 ngàn rồi. Rồi số 4. Trời ơi cái quạt nó bắt ra. Nóng chết da luôn. Rồi số 4 nè. Số 4 bộ này ha có hai cái khóa. Nè ký hiệu nó in chìm luôn mấy chú. Cái này khuy bánh nó tầm 60. Cái này nó cao được 9 phân, 8 phân rưỡi à. Mặt bích nó này 9 phân nè, bề ngang của nó là 7 phân ha. Khuy bánh là 60 nè, bề ngang của nó là 40. Đó, bánh nào cũng xoay hết. Mà đó. Nè, ký hiệu anh chìm ha. Bánh nhựa nè, chạy im ru. Rồi cái bánh này thì có khóa nè. Nó hết nha, ký hiệu chung ký hiệu của nó. Đó. Khóa rồi, cứ ngắt luôn ha. Khóa là mấy chú nhớ mở lên mà mở lên rồi ha đẩy nha, để không nó dễ bị sốc bánh. Rồi số 4 ha, số 4 300. Rồi số 5. Số 5 là bộ bánh màu đen. Đây. Bánh thì bánh nhựa như chạy nó bị sần thôi ha. Này 65 x 45 anh chú ha. Đây, da băng nè anh chú ha. Cái lô bánh này á hàng chính hãng của Nhật nhiều chứ phần nó tải cao nữa. Cái lô bánh tấn máy sau này bánh là bánh tay cao không anh chú ha. Nè. Dập chìm nè. Bộ này bánh này là 65 x 45. Làm phi bánh 65 cao 45, cái này nó 9 phân ha. Nè, 9 phân vuông luôn. Không có khóa nha. Đa phần mấy cái hàng bánh của Nhật ha, nó không khóa ha. Nó làm cái độ nó đầm lắm. Nó xay đầm lắm. Rồi số 5 300. Mấy cái hàng này á, giờ thợ mua tới đâu nó nói chứ giờ bánh rồi nó không biết cái số lượng nó có nó tại vì nó lộn xộn. Nó lộn xộn mà tiền bắt được từ bộ nào thì lên bộ đấy chứ giờ nó lộn xộn á mấy chú. Với phần bánh nào nó cũng là màu đen hết á. Nhìn mà nhức đầu luôn á. Nhìn nhức đầu luôn mà không biết luôn á. Bánh nào nó cũng màu đen vậy nè. Đó, màu đen rồi nó thông số nó bằng nhau á, cho nên là giờ tiền soạn bộ nào thì lên bộ đấy thôi chứ còn biết số lượng nó còn bao nhiêu bộ rồi thì tiền không biết nổi hết luôn. Cái này 30 x 2. 3 x 2. Là 260 rồi. Cái này phi 70, bề ngang của nó là 4 phần rưỡi. Cái này nó cao được 1 tấc anh chú ha. Cái này mặt bích của nó là 7 phần 8 phần nè, dài 1 tấc. Bánh này không có khóa. Bánh này rất dày mấy anh chú nha. Cái bộ bánh này tải dày á. Lô bánh này ha, tra thông số ra mấy anh chú, tải cao lắm. Sắt nó dày. Nè. Có bánh thì chạy nó bị sần á. Rồi cái này số 6 ha, 400. Mấy anh chú mua bộ bánh xe này xài á, nó bền lắm. Số 7 nè. Đây, số 7. Số 7 là phi đây nè ha. Tokyo nè. Đó. Tokyo mấy cái bánh đó này là hàng chính hãng của Nhật hết đó mấy chú ha. Nè.
nó đã qua sử dụng nhưng mà có cái nó bị cứng nè, nhựa bánh còn đẹp, cắt tơ nè, mấy cái bánh này ha, cái kiểu bánh này đẹp lắm nè. Đó, cái này mặt bít nó 9 phân vuông, cái này nó cao được 9 phân anh chú ha. Phi bánh của nó là 65 x 38, 65 x 38. Đó, mấy cái này nó không có khóa nhưng mà độ chạy rất là đầm. Mấy cái này mấy chú tải 1 tấn đổ xuống. Rồi cái này số 7 400. 7 400 nghìn. Mấy bộ tải 2 tấn rưỡi em hết rồi. Rồi số 8 nè ha, số 8 combo làm vườn. Đó, combo làm vườn. Bữa nay combo làm vườn này chiếc này nó nhiều quá nên tiền bán nó rẻ nha. Rẻ bán rẻ cho nên nhanh nè. Một cái xẻng nào cái cào nè. Cái xẻng chứ, cái này cái cuốc giống như ở gì? Xới á, xới đất á. Đó, ba cái này ha, với cái cào. Cào 12 răng nè. Cái này mấy chú cào lá á, cào lá sân nữa. Lá sân lá trên cỏ rồi á, cái này làm cái về làm cái cán á, cán dài ngắn theo tùy mình thích á, rồi mình tra vô mình cào thôi à, nó rẻ mà nó bền lắm. Rồi cái này số 8 100 nghìn. Rồi số 9 bộ vít. Bộ vít hôm nay nó khác cái gì ta? Ừ, vít thì nó lộn xộn á, tiền chọn bộ nào sắp được bộ nè. Cái này BH1 nè. Cây này cây BH2 nè, hàng của Jeton không ha. Jeton nè, bán cái này hàng á, bán siêu thị Nhật mấy chú nha. Hàng Jeton á. Đây, hai mũi vít này rất là dài luôn ha. Cây mua BH1, BH2 nè. BH1, BH2 nè, đây cây này cây BH0 nè. Đó, cây BH0 nè. Vít xịn luôn á. Cái này sản xuất tại Trung Quốc nha, nhà máy sản xuất thì ở Trung Quốc. Đó, 12 012 nè. Rồi một cái vít nhỏ nữa. Đó. Rồi, một cây trừ 5, một cây trừ 6, cây ngắn cây dài. Rồi một cái vít thử điện trái luôn nha mấy chú ha. Thử điện trái rồi mới lưu gieo trước thì có test rồi ha. Rồi một cây này cây BH3 luôn. Cây này dài 37 luôn nè. Đó. Rồi bộ vít này số 9 150 nghìn. Rồi số 10. Quay cái quạt qua đây xíu thôi. Rồi cái nó quay qua đây luôn. Rồi số 10, cây này là cây bắt cái đèn nó lên. Điện thoại vô tới đó là thôi. Số 10, cây này cây cần 1/2 mấy anh chú ha. Đây. Cây cần này 1/2 nha. Nó có cái mọc in thêm đây nè. Nè, mà nó chấp oxy ha. Chấp oxy cây 1/2, cây này chỉnh rất là lực luôn. Có lực á. Rồi cái đầu nói, cái đầu nói này của tinh đây nè. Gia băng ha, 1/2 luôn. Đó. Cái này giờ hết hàng rồi, nó hết đủ số rồi mấy chú nha. Còn mấy cái đầu tiếp này nó hết đủ số rồi. Cái đầu này đầu 19 nè. 19 nha mà. Cái đầu này nó có ấy nè ha. 19 nè. 17. Có cái đầu này nó hết đẹp rồi. Cái này 17 luôn nè. 17. Cái này mấy cái này giờ nó hết đẹp rồi, cái này 16. 19. 19 dài 19 ngắn á. Này 14 nè. Rồi 12. Cái này 11. Của hai cái 12 luôn. Đó. Rồi số 10 ha, 220 nghìn. Ây da. Rồi. Số 11. 11 mấy cái đồ gỗ hàng thanh lý. Đây một cái cào làm vườn nè. Rồi một cái kéo cắt ton luôn. Kéo ton sống anh chú nha. Cây này ton sống. Rồi. Cây này cây 17-21. Cây này của MCC nè. Cây gì? Cây này nó có tét rồi anh chú nghe. Cái tét bên mạc cái cây đầu 21 nó tét rồi nè. Đầu số 17 ok ha. Trời nó kêu gòn phú luôn. Rồi cái này 21 nè. Cái là 21. Rồi một cái cảo luôn. Cảo bằng phi ha. Nè, thước kéo luôn. Rồi, hai cây kìm cá. Cái này gì trời? Trời ơi, cái này giống cặp càng vậy.
Rồi một lưỡi cơ lòng nữa. Dít nè. Rồi lục giác luôn ha. Chìa khóa 14, 17, 10, 12 nè. Lục giác nè. Lục giác 8, 5, 6, dít. Trời có cái mũi khoét nữa nè. Cái này giờ nó dít ha. Dít như đây. Dít hoa thị hoa sao gì nè. Đó, giờ mấy chú mua gỗ hành lý có 140.000 đầy đủ rồi, sử dụng luôn mấy chú ha. Nè. Đó, cái tháo buri nè. Đó, rồi, số 11 140.000. Đó mấy chú thấy cái gỗ nào mà mình ưng cái bụng thì gọi cho tiền. Rồi số 12 nè, 12 nè, một cây cái cắt tôn luôn. Này vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi mấy chú về xài thôi ha. Một cái sớ đất. Cái này 19, ồ 17, 21 luôn nè. Đó, cái này nó hơi gơ nhẹ nè. Nó vẫn đẩy ha, nhưng mà ồ, gơ nhẹ nè. Cái này ha, 21 nè. Rồi, hai cây chùm cá. Giác nè, giác lớn nhỏ luôn anh chú ha. Đó. Rồi dít luôn. Một cái dít tháo buri nữa nè. Đó. Dít nhỏ lớn, dít lùn. Mấy cây này á biết sao không mấy anh chú? Nó nhìn nó không đẹp đẹp, nó không có đẹp nữa. Ha. Nó tối tối gì đó nhưng mà hay xài ok hết á. Rồi số 12 13 nè. Rồi một cái cào, bỏ cào đất luôn. Nè, một cây cái bắp tôn sống bành cây luôn ha. Rồi cây này á, nhiều khi á ở cào mấy cái đất cỏ trong chậu rau, chậu kiển rồi đó. Nè ha. Cá. Cái 21 cái này nại gì nè. Ha. Này giống vậy nại vỏ được mà. Rồi, cây này 21, 17. Đó, ngon lành chưa? Này gì đây? Chìa khóa thì cũng lớn nhỏ, thì cũng chọn lớn nhỏ mấy chú nha. Tháo uri này giúp nè. Giúp nè. Đó. Chùm luôn ha, chùm gì của da băng luôn nè, mà nó có sức mấy cây rồi nè. Cây này cây 10 nè, cây 8 nè. Cây 10, cây 8, cây 6 với cây na, cây 5 còn, 5 5 5 rưỡi. Đó. Rồi, cái sơm này không biết sơm cái gì luôn. Một dao gọt giấy. Thước. Rồi, cây lăng nè. Rồi số 13 140.000. Bữa nay ấy trời. 13. Dạ. Rồi 14. 14 cây này 17, 17 21 luôn. Cây này cây tiếp dài mấy chú nha. Nè. Hoạt động ok. Rồi một cây kéo cắt tôn ha. Mấy kéo này mua về là xài chứ không có nói mà hàng nào không có hàng nào mà bán bỏ hết trơn mấy chú nha. Đó, nè. Có cây nào bỏ chưa á, mấy hàng mà xài không được là tiền bán dây chai hết rồi. Rồi một cây kéo nè, hai kéo con cua luôn, hai cây kìm cá, kéo, rồi chìa khóa vòng nè, tháo buông, lục giác lớn nhỏ ha. Này chìa khóa 17 đầu dòng đầu miệng nè. T
cái này 13 10 đầu dòng đồ miệng luôn nè, hơi xét hơi rỉ. Còn một cây dùi cái đục gì nữa nè, đó dít dít cái này cái tê 10 nữa nè, phải không? Đúng rồi, cái tê 10 nhỏ xíu rất thì dễ trưng luôn đó. Rồi số 14 140.000. Quay mấy cái này lâu nhỉ ta. Rồi số 15. 15 một cái cảo anh chú. Sao mà thấy nó mờ mờ vậy ta? Lấy cái thằng cái. Rồi số 15 một cái cảo. Cảo này cảo đây mình bấm này là mình tháo ra nè. Cái này nó để 12 nè. 12 ml nè, 12 ml và 300 ml, tức là dài 300 ml. Rồi cái này bên chú bóp nè. Như cái súng vậy đó. Đó, càng bóp càng lên ha. Đây. Đó, ngon lành không? Tự nhiên người ta vô tình người ta nói cái ngờ cười đó. Đây một cây. Rồi số 15 150.000. 16 dũa. 16 bộ dũa. Dũa này dũa chưa xài mấy anh chú nè. Đó, anh chú thấy biết không, chưa xài ha. Hàng tem bán siêu thị, sản xuất tại Trung Quốc nha. Mấy hàng này là nhà máy sản xuất ở Trung Quốc đó. Đó, mấy cây này nè. Tem mà còn thình luôn mấy chú ha. Nè. Cờ vô rất là bén luôn, 5 cây. Cây tam giác nhỏ nữa. Rồi số 16 100.000. Rồi 17. Đây cây 17. Đây. Cây rìu 17 mấy chú. Cây rìu này phải nói là đẹp từ cán tới tới lưỡi luôn ha. Nè, tem mạc còn đây nè, cán còn cái này mấy chú về mà đánh bóng cán lên là ngon lành. Có chỗ này nó bị ấy ha, bị này chỗ này nó hơi sứt cái. Tem mạc ha, chữ nhật không ha. Nè, lưỡi nè, lưỡi cũng còn đẹp luôn. Cái lưỡi này siêu bén luôn mấy chú. Nè, đầu đóng cũng còn đẹp nữa ha. Cái bề mặt lưỡi nè, bề mặt lưỡi là nó được 8 phần mấy chú, 8 phần ha. Cây này nó dài xuống là tới 20 ha, hơn 20 gần 21 nè. Rồi cái đầu đóng nè, cái đầu đóng 3/8. Dài xuống là 4/5 ha. Cây này á tổng thể cây này á nó dài được 90. Rồi cây lưỡi rìu, cái cán mà rìu dài 90 mấy chú nha. Cán còn đẹp luôn. Trên này nó bị ấy xíu nè, ha, chạy miếng xíu đây, này bên chú về làm gà đánh cái bóng lên nó là ok. Rồi số này là 17 380.000. Này đứng mà trẻ ngon lành. Rồi số 18 nè, 18 cây hướng cây kéo cắt cành trên cao, cán nhôm ha, đây, lưỡi còn rất là đẹp, cán nhôm cắt nó nhẹ, cái này xay qua nè. Xay qua nè, đút lên. Sao mà lúc mà mình dặn thì nó ok lắm mà sao mà lúc mà đưa lên video cái đầu mình làm nó cứ khử ngắt à. Nó hít nước á vậy, từng vệ sinh á, vệ sinh lao nó như hít nước sao lúc hồi nãy nó khô gan à, chạy lên lại xuống nó ok lắm anh chú. Dạ. Rồi mình dặn qua vậy là nó đã đẩy lên là nó ngon ơ rồi. Nè. Rồi nó bị hít nước chắc luôn.
chứ lúc bình thường á vệ sinh nó kéo nó xuống vậy ta à, giờ nè nó cứ ngắt rồi, kéo xuống rồi nãy vậy ta, bây giờ nó làm gì, nó hít nước trong đây nè, vệ sinh nước sạch trong đây nè. Rồi cái này số 18 nè, ủa cây này nó dài, để tiền đo nó dài nha mấy chú ơi, để tiền vệ sinh nó lại á, rồi mấy chú chốt á thì tiền cũng vệ sinh lại ha. Này là để tiền đo nó tổng thể nha, nói chung là nó ok thì mới gửi, còn nó không ok là thì không có gửi đâu nha, mấy anh chú yên tâm. Chỉnh có chờ rồi cái này nó dài được 96 anh chú, gần 1 mét đó, nó dài 96 gần 1 mét đó mấy anh chú. Rồi khi mà mấy anh chú không mấy xài nữa thì dặn lên ha, để tiền vệ sinh lại cho nó ok, rồi mấy anh chú mà chốt quá thì tiền vệ sinh lại ok rồi thì mới gửi, còn nếu không ok thì tiền sẽ báo nha. Rồi số 18 200, bà đồ cha đó. Ác gì đó. Rồi số 19 nè, 19 là cái này, cái này là để mình ở bên nước ngoài người ta trưng bông nè mấy chú. Ta để vô mấy cái bệ bình hay là mấy cái ấy mới làm vô, làm bên nghệ thuật đó thường thấy làm vậy, còn mấy chú mà mua về mình có muốn mận gì thì mình mận ha. Tại cái đế này chỗ này ha, nó cứng, khi mình để xuống vậy nó nằm in cái đầu cắm bông lên đây nè. Thường thấy bên nước ngoài người ta làm. Nè, một đồng nè. Một cái hai cái nè, cái này bản vuông nè. Bản tròn lớn. Bản vuông mấy cái bằng đinh nè. Đó. 1 2 3 4 5 6. Rồi, số 19 100 nghìn hoặc mình chú có thể làm gì đó mình làm nha. 19 100. Rồi 20 nè. 20. Cái kẹp này á, nó kẹp từ 1 ly đến 6 ly thôi mấy chú nha. Nè. Cái tay kẹp tay quay này nè, 1 ly đến 6 ly thôi. Còn cái bộ này á, thì nó lớn nhất của nó tới là 10 số 15 lận nha. À, 15 ha. 2 4 6 8 10 12 13 mũi. 13 mũi tago ha. Lớn nhỏ đều có luôn. Nè, nhỏ nè ha, lớn nhỏ tới 15 á. Rồi số 20 200. Sao ạ? Coi nó khô đúng không? 21 bộ đục bánh chú ha. Đây một cái đồ đục sắt dài nhỏ ha. Đây cái này gần 2 phân nè. Ý. Cái này 2 phân 1. Cái này 14. Đó. Rồi số 21 100 nghìn. Rồi số 22 nè. 22, cái này cái búa BU nè. Hai đầu BU ha, này dặn mở ok. Cây này chưa xài mấy anh chú nha. Rồi số 22 50. Cái cây gúa này sản xuất Trung Quốc nha mấy anh chú nha. Nhà máy sản xuất Trung Quốc, còn bán ra siêu thị hết. Hàng máy siêu thị Nhật nè ha, tem mạc. Nè, made in Japan có. Cây búa đầu bi nè, chưa xài. Cây búa này ông vậy chưa xài nè. Búa cao su ha, một cặp này ha. Số 23 100 nghìn. Rồi số 24 nè. 24 cây búa kiểu này. Đó, một cây kiểu này ha. Nè nè. Cán đồ còn mới tinh luôn. Rồi một cây búa BU. Rồi số 24 100. Số 25 nè, 25 cây búa BU ha, hai đầu BU này với một cây búa đầu cao su lớn. Hai cây này 100. 25 26 một cây búa đóng nhổ đinh. Đầu đóng còn đẹp, đầu nhổ đinh còn đẹp lắm ha. Chấp xi nhẹ. Cây này dạng mini thôi. Dạng xe ngắn. Cái này tổng thể cái này nó dài được có 27 à. Đó, vừa ha, vừa cầm ra xài gia đình thôi. Cái này số 26 100. Số 27 nè, cây này cây búa đốc du ha. Đầu còn nhỏ đẹp nè. Đó, đầu đóng có dấu đây xài ha, đầu nhỏ luôn còn đẹp. Cái này nó có chóp xi ha. Cán thì còn ok. Đốc du. Rồi số 27 100. Rồi số 28 nè. 28 cây này cây búa đầu bi, cây này 8 lạng á mấy chú. Nhưng mà cái này nó ố ha, nó ố cái nước xi trắng ở ngoài nè ha, cán nè.
Rồi số 28 120.000, cây này 8 bạn. Rồi số 29, cây này 1 ký mốt, hơn ký mốt. Cái búa này chưa xài luôn. Đó, dạng búa tạ nè ha. Đó, cán cứng khừ mấy chú, cán đẹp luôn nè, tem mạc hàng bán siêu thị. Đó, cái này LBS nè, này 2 LBS. Rồi cái số 29 170.000. Rồi số 30 nè, 30 một cây bơm mỡ. Cây bơm mỡ này đẹp mấy chú ha. Cây bơm mỡ cây này thép không rỉ nè. Cái này bằng trắng luôn ha, trắng cái này trắng, trắng kiểu này là nó không rỉ mấy chú ha. Nè. Cái này hết mỡ rồi. Rồi mấy chú bơm mỡ vô xài thôi ha. Cây này đẹp. Rồi số 30 170.000. Rồi 31. 31 cây này còn đẹp luôn. Cây này dài nha mấy chú. Cây này nó nhỏ mà nó dài ha. Nhỏ mà dài sừng thượt luôn nè. Cây này nó dài tới 27 ha. Đầu đựng mỡ á, 27 á. Cây này để mình chích trong kẹt trong hốc luôn nè. Số 31 100.000. Mới chờ em biết nữa. Tại quay video mà ngồi đó cờ ngộ quá trời em biết nữa. Ba mẹ. Ba mươi hai đục, mấy chú bữa nay lên lực 3 bộ đục luôn. Bữa nay mấy cái bộ đục này nó đều đều cây mà nó đẹp đẹp không ha, mấy chú ha nè. Đó. Cái này nó 20 nè. Nó tầm 20 chứ hết mấy chú ha. Có cây này là 19 nè, cây này 21 đó. Cái này á tiền đo bản hết rồi. Nè cây này bản 3 phân rưỡi, cây này 2 phân 4 nè. 3 phân rưỡi 2 phân 4 ha. Nó đục. Đây đục Nhật mấy chú ha. Chữ in chìm nè. Đó. Cái này thép của nó bén dữ dằn lắm. Mấy chú về mài sơ cái là bén kỳ lắm. Đó. Rồi 18 ly, cái này 15 ly. Đó. Thì mỗi bộ đục nó có sẽ khác trên lệch cái số ly nó khác nhau thì mấy chú ưng cái số nào ha. Hoặc là cái số nào mà mình sử dụng á. Đây số này 9 ly ha. Đó. Rồi cái này số 32 300. Chuyển khoản bao ship. Đó. Cái này cũng trên 20 hết nha, 21 22 á. Đó, còn cái này là thấp nè. Cái này là bản 3 phân rưỡi. Nè, nhìn nó sần thôi mấy chú, nó không ảnh hưởng vô lưỡi ha, nó sần bề mặt thôi, hàng bãi. Rồi 30 nè, bản này cái đục này 3 phân. 3 phân ha. Cái này 24 ly. Đó, thép hai lớp hết mấy chú ha. Nè. Rồi cái này 15 ly, 9 ly. Đó, đẹp ha. Rồi số 33. 33 là 300. Gỗ đâu đi, gỗ đừng vô. 33 300. Rồi 34. 34. 34. Đây. Cái bộ này thì nè, nó đều hơn xí ha, đều lên nè. Rồi cây này 4 phân 2 nè. Đó. Cây này bản 4 phân 2 ha. Nè, cái mặt nó có rỉ. Rỉ nhẹ trên bề mặt anh chú, không ảnh hưởng tới lưỡi mấy anh chú xài đâu. Rồi cái này 24 ly ha. Rồi cái này 18 ly. Thép hai lớp hết. 18 ly. Rồi cái này 15 ly. 15 ly và 9 ly. Rồi. Số 34 320.000. 34 320.000. Rồi 35 cặp cảo nè. Đó, cảo này cảo 100 mấy anh chú nha. Cảo 100 á. Nè, chén bát đầy đủ ha. Đó. Sát luôn ha. Đẹp luôn. Đó. Sát nó không cong không dơ nó ha, nó ngay ở giữa luôn nè. Đó, vệ sinh sạch sẽ luôn. Mấy cái này về nó sát mấy này ghê lắm á. Về vệ sinh nè. Có cái thì nó cũng đẹp, có cái thì nó cái này chốc sơn, chốc sơn nhẹ nè, nhưng mà vệ sinh ok hết. Rồi, số 35 140.000. 35 140. 36 nè, gom bột kéo luôn. Đó, mấy kéo cắt ton nè. Chú hỏi kéo cắt ton thì nay tiền lên hai bộ ba mã nè. Đó, cái này á thì xay nhỏ nè, xay này 25 nè ha, hai cây này 25 nè. Cây này cây dài 31 thì mấy chú mua combo 3 cây vậy nó giá sẽ rẻ hơn ha. Đó,
thì tính ra 150 thì chưa được, thì 50.000 một cây, nếu bán lẻ thì 70-80.000 một cây. Này chúng anh chú mua nguyên combo 3 cây thì giá nó có 150.000 thôi. Nè, ha, kéo nó con sống nè, lưỡi còn đẹp bán luôn ha. Thép này là thép đúc nguyên khói mấy anh chú. Cái này nè, đó. Cái này mấy chú cắt cái tên sống á, khoảng trống sống sống trên giữa á, để nó gơi mấy chú khỏi phải lập cái cọc cho nó, thấy không? Kéo rất là bé. Rồi một cái kéo cắt tên cong luôn. Đó. Tên cong ha. Rồi một cây tên thẳng nè, một cây thẳng ha. Đó, mấy anh chú mua combo như vậy, số 36 ha, 150.000 3 cây, 150.000. Rẻ. Rồi số 37 nè. Cái này một sống nè, cây này nó cắt hai sống nè. Rồi một cây tôm thẳng. Cây này nó dài 22, cây này nó dài 25, cây này nó dài 32. Đó, cây này nè. Chữ Nhật in chìm nè mấy chú ha. Có tay bao da luôn. Rồi một cây sống nè. Và nó nếu mà để lên sóng cắt thì nó ngon lành ha. Cái này mặt thẳng cắt nó giống như nó bị cong lại vậy đó. Đó. Đó cái nè, cái tên chỗ mà sóng á, mà chỗ cái nhô nhô lên cao á là mình để cái kéo gì vô là nó không có bị ấy nó, cho nên cắt nó sẽ ngon hơn. Rồi số 37 150.000. Rồi 38 nè. Mấy chú cắt tên sống một cây thì chốt cái mã này luôn. Cái này nó dài tới 36 ha. Cây này to đùng luôn. Thép đúc nguyên khối nè. Đó. Đúng là vừa cái sống to luôn nè ha. Chú cắt nó không bị ảnh hưởng gì hết. Đó. Cắt đầu nó không. Mấy cái mũi này lưỡi này bén. Thép này mấy chú xài bền lắm mà nó lâu lục lắm. Rồi số 38 80. Rồi 39 một cái lưỡi rìu nhỏ. Trời lưỡi rìu quá trời thấy cưng luôn này, giờ chai cán cái nữa đẹp. Cái này bản kháng của nó 6 phân nè, rất là thấy cưng luôn, vệ sinh sạch sẽ cho mấy chú ha, lưỡi bén luôn nè. Cái này dài được 11 năm, một tấc tấc mốt 50. Rồi số 39 120.000. Số 39 đâu? Rồi 40 một cái kéo. Đây 40 cái kéo ha, chữ Nhật in chìm. Kéo này có cái tán đồng nè. Này nó lưỡi này lưỡi dày, mấy chú này lưỡi dày mà mấy chú này chắc làm cá ngon hơn là. Tại cái mỏ nó già mỏ bằng á. Cái này 18 năm ha. Rồi số 40 là 120.000 nè. Thép nó còn đẹp mấy chú nha, không có ảnh hưởng thép nè. Nè. Lưỡi cái bé. Rồi số 40 120. Rồi cây này á, mũi nhỏ, mũi nhọn này giống mấy chú là tỉa bonsai á, tỉa cắt đầu bonsai này ok, chữ Nhật in chìm ha. Cây này nó dài 18 à. Lưỡi thép nè, đẹp ha, không có bị nè. Đó mấy cái mũi này tỉa bonsai nè, nhỏ, tỉa bonsai thì ngon lành. Rồi số 41 140.000. Cưa sắt này mấy chú cắt nhựa ha, cắt nhựa ống nhựa đồ á, cắt sắt nhựa nhựa đồ á, nói chung là nó rất là đa dụng luôn á. Tèn thêm một cái lưỡi cưa nữa nè. Rồi số 42 70. 43 nè. Trời ơi má, lưỡi cưa nắm không được. Thiệt chứ. Cái bao tay mà không được con gì cầm không được làm gì. Rồi một cái lưỡi cưa, cái này KS 11. Rồi một cái khung luôn, khung này nè, nó bị chóc xi đây à. Cái này nè, nó có xét chỗ này ha, xét cái khâu á. Rồi cái lưỡi này, hai lưỡi hai mặt luôn ha, lưỡi hai mặt lưỡi đó nè, một chút vừa quá ha. Rồi cây này số 43 70 luôn.
44. Rồi 44 một combo đóng một đống cua. Hôm nay hết rồi, hết cua luôn rồi. Hết chưa? Còn má hay má gì không? Chắc hết rồi đó. Mấy lưỡi kia coi là coi có nào mấy gì mấy chai chai đấy, mấy cái lưỡi này mấy chú ha. Nhìn nè, lưỡi cua nó còn nhọn quắc luôn. À, chữ Nhật in chìm không ha. Cái này mấy chú về dũa nhẹ cái mặt lưỡi lại, tại vì cái mặt lưỡi mình không có xài lâu không xài chứ nó bị xét cái đầu lưỡi á, thì về nó sẽ lục quá. Chứ mà cái lưỡi này nó không có mòn. Mấy chú ha, dũa nhẹ cái bề mặt là xài ngon lành luôn á. Còn cái lưỡi nào mà mòn á thì mấy chú mấy xài không xài được nữa ha. Cái này là 36 nè, lưỡi nè. Rồi một lưỡi nhuyễn nè, lưỡi nhuyễn này bén nè. Lưỡi này dài 240 nè, dao băng không ha. Cái này như thay lưỡi không thay dạng. Rồi cái lưỡi cơ mộng, cái lưỡi thưa bên đây đẹp, cái lưỡi bên đây có gãy mấy cái đầu nhỏ nha. Cái này lưỡi dài 27 đó. Cây này bên răng nhuyễn nè, bên răng thưa, bên răng nhuyễn nó gãy một que đây nè, 24 này rồi. Răng nhuyễn nó gãy một xíu mấy chú của sao nhưng nè quá trời mấy cái lưỡi này lưỡi cưa cá mập cái gì nè. Cái này 39 đó. Rồi số 44 100.000. Rồi 45. Ây da. Ê. Đó. Ê cha cái lưỡi này nó mẻ xíu rồi. Ơi cái lưỡi này nó mị mẻ nhiều. Cái cơ bự này chắc không cưa được đâu mấy chú. Cơ bự này lưỡi mẻ rồi. Hoặc là chế dao đi. Rồi. Cái này 24. Nè, lưỡi nhuyễn. Cái này cũng còn đẹp, cái này 21. Cái này 36. Nè. Răng nhuyễn nha, cây cơ này bén nè. Cơ tay. Rồi, số 45 100.000. 46. Cưa mộng, cái này 24. Lưỡi bên đây còn xài ok. Đó mấy cái lưỡi này nha, lưỡi còn nhọn. Đây mẻ răng này. Cái này dài 29. Ủa 39 luôn. Lưỡi cười mà dài thanh thận. Mấy cái chữ Nhật á nhìn nó đẹp quá. Cái này 33. Cái gì vậy trời? Bên lưỡi bên đây nhìn bén ha, bên đây nó có cái mẻ. Mày 24. Rồi một lưỡi cua tay luôn. Nè. Đó mấy cái này lưỡi còn dài luôn á mấy chú. Rồi số 66 100.000. Ủa. 46 100.000. Rồi tới dao. Quá dao rồi. Bữa nay lên mấy bán lại cọc lại nha. Dao 47 nè. Đây mấy cái lưỡi dao này bén dữ lắm mấy anh chú ha. Dao này nè nó dài gần 17 mấy anh chú. Bản rộng của nó 4,5 nè ha. Rồi một cây cán gỗ dao lỗ luôn. Cái này nó dài được 16 năm. Bản rộng của nó là 4,5 luôn ha. Con dao này, con dao này nhìn vậy chứ nó bén lắm nha. Nhìn nó lúa vậy chứ nên nó bén lắm. Cái này nó 18 năm ha. Bản rộng của nó là 4,2. Cái này mình nại nắp hộp rồi nè. Trong bếp á mình nại hộp nắp đồ mình cứng á mình không nại lên đó mình nại là lấy cái đó nại ha. Cái này là 14 năm nè. Bản rộng của nó 4,2 luôn. Rồi số 47 150.000 ha. Rồi 48. 48. Đây một con dao thép, mấy con dao thép này bén chữ anh chìm đây nè. Con dao này lưỡi dài đó được gần 16 ha. Bản rộng của nó 4 phân nè. Con này nó mẻ chỗ này mấy chú, mẻ chỗ này ha, nhìn sần ha nhưng mà lưỡi còn nè.
lưỡi dài 14 năm nè, bản rộng của nó 4/2. Một con dao cay luôn mấy chú nha. Con dao cay nè, made in Japan nha. Cây dao này nè, chữ cay mà nó dao nó nhỏ, này 14 năm nè. Bản rộng của nó 4/0. Rồi một con cay căng cưa luôn ha. Con cay căng cưa này lưỡi dài tới 22 nè. Rồi một con dao gọt trái cây luôn. Rồi số 48 150.000 ha. 5 cây luôn. Rồi 49 nè. Dao gần hết dao luôn rồi. Đây một con dao lỗ, con dao này bản rộng của nó, bản dài nó gần 17 nè, bản rộng của nó 4/5 ha. Một con Galaxy, con này nó sụp sịch mấy chú. Con này dài 16, bản rộng 4/5 nè. Cá nó còn cứng khừ mà nó làm như nó bị nè, bị nhích nha, nhích chút xíu à mấy chú nha. Nè. Này chắc hơ lại quá. Hơ cán lại hay sao? Đây một con dao cay ha. Dao cay chữ dao băng in chìm luôn mà nó bị gỉ nè. Đó. Mà không ảnh hưởng tới lưỡi nha. Cái mặt lưỡi này nè nó sần xíu. Đây ha, một hai dấu. Dòng dao cay hàng dao cao cấp á mấy chú, mà do nó mấy con dao này nó hơi xấu nha. Này muốn phân. Đó. Nè, hai con dao gọt trái cây. Rồi số 49 ha. 150.000. 50. Đó, 50. Đây một con dao cay nè, cay cắn gỗ nè. Mà mấy con này thì nó hơi xấu nhưng mà thép nó cực kỳ bén anh chú. Ha. Nó hơi xấu, nó luôn gần 17 nè. Bản rộng của nó là 4/0 ha. Chứ một con dao cay mà nó đẹp giá nó cao lắm. Cái này 16 nè, bản rộng của nó là 4/4. Một con Galaxy, con này 16, bản rộng 4/5. Rồi cái dao này nhìn uy tín ghê không? Dao cắn gỗ luôn anh chú, dao này lưỡi bén nè. Này lưỡi dài 30 luôn á. Cắt bánh kem hả? Cắt căng cưa. Rồi số 50, 150.000. Rồi 51. Trời ơi. Chụp có bao tay không? Rồi mang bao tay mà cũng dơ như nhau không nội lên. Bao tay nó dơ. Rồi hai cây dao, cây này thép 3 lớp anh chú, hai cây 3 lớp hết, thép 3 lớp hết nè, cây nhỏ cây dài ha, cây thép 3 lớp này dạng nè, dạng mỏ nhọn dài nè, cây này ha xài lóc thằng ngon là sắc bén lắm. Rồi cây này dài 21 ha, lưỡi của nó bản rộng 3/5, cán gỗ cứng khừ luôn, chữ in chìm nè, cây này 3 lớp luôn. Rồi cây này 14, bản rộng của nó là 3/5 luôn ha. Gỗ cán này nó có nước xí ha. Đây. Rồi số 51, hai cây này. Trời ơi mấy cái lưỡi dao này nó bén quá. 51, 150.000. 52 nè. Một cây cán gỗ chữ Nhật in chìm ha. Tem nó nè. Cây này nó dài được 16 năm, bản rộng của nó 4/5 luôn. Rồi cây này số 52, 100.000. 53, một cây dao cay nè. Đó, dòng cay made in Japan ha. Dao cay cao cấp nhưng mà mấy cái hàng này nó không được đẹp mấy chú. Cá nè, cá nó bị sần á ha. Cái con dao này nó 250 một cây không á. Rồi cái này dao gần 17 nè. Bản rộng 4/5 ha. Rồi số 53 100.000. Rồi số 54 nè. 54. Đây, con dao chữ in chìm. Mấy con dao này mấy chú xài bén dữ dằn. Con này dài 24 ha. Cán còn ok luôn. Bản rộng 4/2 nè. Cái này tới 3/3 ha. Dao này còn đẹp luôn. Cán đẹp nè, thép cũng còn đẹp nữa. Mấy cái dòng dao này kỳ kỳ bén. Rồi số 54 150.000. Số 55 con dao chặt nha. Đây dao chặt. Dao chặt khí thế không? Dao gì nặng dữ vậy trời. 6 lạng. Dao này lưỡi dài nó 18 năm anh chú ha. Bản rộng của nó là 5/5 ha. Cái này nó dày 8 ly. Dày 8 ly mấy anh chú. Cây này thì nhìn nó sần này thì không thấy chữ nha. Cây này nhìn không thấy chữ. Không thấy. Trời ơi mấy cái lưỡi dao này gờ vô bén mà cố luôn. Cán nè. Thép. Rồi số 55 220.000. Rồi 56.
56 cây dao này lưỡi dài nó 18 năm, rộng 18 năm, bản rộng của nó 5,5 luôn. Cái này nó dày 8 ly luôn. Cán dao nè. Thép còn đẹp ghê không? Trời ơi mấy cái thép này. Đây chữ này cái chữ anh chìm ha. Giờ cây này đẹp hơn cây nãy. Đây. Cán nó nè, nứt à. Rồi cái này số 56 250.000. Rồi 57. Nó mấy cái dao này giọng dầu dòng dao chặt luôn nè. Mà cái này cán hơn mấy chú. Này mấy chú về cha cán lại ha. Cha cán lại cái là dao này đẹp cực kỳ luôn nè. Thép cực kỳ bén nha. Thép quá cho bén luôn. Cây này nó dài được 22 năm ha. Bản rộng của nó là 4 phân. Cái này nó dày 6 ly mấy chú. Đó, này cha cán lại chặt ngon lành, hoặc là giờ để gì rồi cái mấy chú muốn ấy thì quấn băng keo á. Thấy ở bển người ta về ha, ta hay quấn băng keo á chú, quấn hết luôn luôn. Vẫn chặt cứng khừ mà này nó bể bên ta cha thôi. Rồi 57 150.000. Rồi 58 cũng dạng chặt nữa nè. Rồi mấy cái này á là chặt trái dừa trong nhà, là chặt con gà là ngon lành luôn á nha. Không phải giỡn đâu, nó mọc nè. Cán nó hơi xấu nè, cán có mọc nè, cán nó phải nó cha bên nó cha nó cán chỗ này. Rồi lưỡi dao nè. Trời ơi, cái lưỡi này hai mặt nha. Cực kỳ bén luôn. Cái lưỡi này á nó dài được 16 ha. 16 hơn tí, bản rộng của nó 3 phân nè. Cái này nó dày 5 ly. Đó. Rồi số 58 150.000. Này hai mặt. Rồi 59 nè. 59. Đó, một con dao này thái thì thôi bén cực kỳ nè. Chữ in chìm ha. Cây này cán nước mấy chú. Cán này ha. Tán đồng nè. Con này nó dài được 26 năm, bản rộng của nó là 4/2. Rồi số 59 150.000 ha. Cực kỳ bé. Rồi một con đề ba, mà con đề ba này nó hơi xấu. Đề ba này không thấy chữ, đây chữ đây mà nó có sần sần á, nhìn con này nó giống như nó bị lõm một chút nè, nó lõm vô nha. À. Con này nó dài 16 ha, bản rộng của nó là gần 5 phân, nó dày tầm 5-4 ly à. Rồi số 60 100. Sashimi nè. Đây, chữ anh chìm ha. Thép còn đẹp luôn, thép bóng đẹp. Cán ok nè. Mấy cây này gờ vô không dám gờ. Bén quá, cái này 20 nè ha. Bản rộng của nó là 3 phân ha. Rồi, số 61 150.000. Rồi, 62. Con thép đó nè. Chữ anh chìm ha. Mấy cái thép này mấy chú nhìn vậy đó, nó nhìn nó mặt sần vậy đó, nhưng mà cực kỳ bén. Xài thép nó cực kỳ bén. Thép thì xài phải kỹ, thôi nó xét. Cái này 17, hơn 17 năm ha. Bản rộng của nó 4/3. Đó, cái này nó dày ha, dày tầm 4 ly á. Sống này nè, dài đây thì nó nhỏ lại. Rồi 62 100.000. 63 rồi mấy con dao lóc. Trời ơi má ơi, lưỡi nó bén nè. Chữ anh chìm ha, cá ok luôn. Này ha, lóc thịt nó lạng mỡ rồi bá cháy luôn, ghép cây luôn á. Này lưỡi dài 14 luôn ha, bản rộng chỗ đây là 3,5. 63 100.000. Rồi 64. 64, con này cũng y như con vừa rồi mà nó nhỏ hơn nè. Con này nó 12 nha, lưỡi nó 12 năm à. Cán khâu đồ ok nè, lưỡi nè mấy. Ở dưới đây. Lưỡi nó kiểu này chứ. Thằng ba nó mẻ góc này không biết. À, cán ok hết ha, cứng khừ luôn. Mấy con này mài bén ghép cây luôn ok. Rồi 64 180. Rồi 65 dặn dao chặt luôn. Con dao này mắc cự quá. Này chắc đây nè, chặt hai mặt ha. Đó, nó làm kiểu chặt ha. Thấy cưng lắm. Cái này nó 8 phân à. Bản rộng của nó là gần 5 phân. Này nó dày xíu à, nó nặng nặng. Trời ơi, lưỡi thì thôi cực kỳ bén. 65 80. 66 một cái lưỡi này mấy chú về làm cái cán nè. Lưỡi dao mà thì thấy giống như có vết nứt ở đây nè mấy chú nha. Đây. Nứt đây nè. Nè, giống như nó nè, nó có một lần nè. Rồi, lưỡi thì cực kỳ bén mấy chú.
tới cái mặt lưỡi đây là nó dài 22 ha. Bản rộng của nó thì 3 phân. Cái này độ dày là 5 ly ha. Rồi rất là bén, cái này về để gì mà về mà chặt luôn cũng được nữa. Đó, giống như cây kiếm vậy. Rồi 66 ha, 70. 67 nè. Cái này giống như cái xô mấy chú. Cái xô cái này nó dày lắm, nhưng mà tiền cha ra cái này là nó kêu là bình giữ nhiệt á mấy chú. Cái này là không có nấu được nè. Kiểu nó vậy nè. Cái này tiền cha chửi đây nè, là nó như là bình giữ nhiệt á. Nè ha, cấm nấu. Nấu sẽ nóng. Mà nó dày, kiểu nó dày lắm. Bây giờ mình làm cái xô thì không thấy nó có nắp nha. Cái này lọt lòng là nó 22. Này nó cao được 18 năm. Rất là dày luôn. Rồi số 67 170.000. Rồi 68 nè. 68 đây một cái nồi. Nồi men. Nồi men ha. Cái này cái nồi lẩu các chú, thì để lên cái bếp lẩu á thì ngon lành ha. Đó, đẹp ghê á. Nè. Bên trong còn đẹp, không có bị chạy gì đâu hết ha. Ở ngoài này nó chạy xíu. Đó. Nồi men cái nào nồi này vừa cái nồi lẩu luôn á. Bắt lên cái bếp từ ăn lẩu rồi thì bá cháy luôn. Cái này ha, lọt lòng là 23 ha. Cái này nó cao được 8 phân rưỡi. Cái nắp kính sang chảnh luôn. Cái nắp kính nè. Made in Japan. Đó. Rồi 68 ha, 320.000. Rồi 69 nè. 69 cái nồi này. Đó. Đó, mấy chú thấy đẹp không? Đẹp mà nó sang chảnh nữa chứ. Mấy cái này nấu, cái này bếp này nấu từ được nè. Cái này tráng men ha, có chạy xiết. Chạy trên vành nách nè. Cái này á, cái này mấy chú xài khỏi sợ bị hư cát. Nè, lọt lòng trong là nồi này 22 à. Cái này nó cao được tắt 150. Cái này á, này nó nồi liền. Thấy mấy chú. Cái tay cầm nó liền luôn, khỏi sợ. Đây à. Rồi 69 300. Rồi 70. Bữa nay mấy con mua mấy cái ấm cho bá luôn. Một cái nồi inox, cái nồi này nấu nồi canh ngon lành. Chán nó có cháy xíu. Inox dày luôn mấy chú. Cái này à. Quá trời mỏi cái chân. Bắt đầu rồi. Có hết 500. Cái này nó lọt lòng là 20 mấy chú ha. Cái này nó cao được gần 9 phân. Rồi số 70 180.000. Rồi một cái nồi nhôm. Cái nồi nhôm này bữa giờ về nhiều nồi nhôm này lắm mà. Nồi nhôm này lọt lòng là nó 22. Cái này nó cao được một tấc luôn. Đó, đẩy cái khích gạch luôn ha, nồi nhôm. Rồi số 71 150. 72 một cái quánh nè. Quánh này có ốm nhẹ nè, nhỏ ha. Cái này nấu với ga mấy chú. Quánh này á, tay này cầm rất là chắc. Đi nóc. Cái này 6 phân 16 à. Này nấu mì ăn ngon lành. Rồi cái này 8 phân, cao 8 phân ha. Rồi 72 100.000. Cái nắp thì nó dày hơn cái đáy. 72 100.000. 73 một cái quánh nhôm luôn. Quánh nhôm này còn đẹp, có cắn xí ha. Cắn xí nè. Giờ nó dán băng keo thì dễ, mình dính băng keo thôi chứ. Cái nắp hơi xấu. Cái nắp hơi xấu. Cái này lọt lòng là 18. Cái này nó cao được 9 phân. Rồi cái này 73 100.000. Rồi 74. 74. Đây một cái ấm. Chữ anh chiều này mấy chú ha. Nè. Chờ cái này nè. Như lớp cao su này nó có quéo quéo không biết nè. Đầu cứng khừ luôn. Cám này không thấy số lít à. Thấy cái này tầm 2 lít rưỡi á. Lát rưỡi 3 lít. Cỡ này. Rồi số 74 150.000. Đi nắp. 75. Rồi cám này rất là thấy cưng luôn.
không thấy luôn anh chú. Cái này giống như làm cái bình châm luôn, không làm chữ anh chìm anh chú ha. Cái này tầm 1,5 à. Đó. Rồi số 75 120.000. Rồi 76 gắp này. Ám kiểu này đẹp ha, to cao. Nó cao lên rồi. Chữ anh chìm đây. Cái này cũng không thấy số lít đây, thấy giờ chứ. 3,7 lít. 3,7 lít bên chú. Cái lít này 3,7 lít ha. Cao đẹp, rất là tính thật luôn. Rồi số 76 120.000. Trời ơi, cái ấm này to đùng luôn. Chữ anh chìm này mà chú. Đây nó có ố đây xíu ha. Trời, cái ấm gì mà bự thối thằng như vậy. Này inox 18-8 nha. Rồi xong. Cái này 507 là cái gì chờ. Nè. Ở trong cũng còn đẹp. Ố nhẹ. Mình muốn chùi sạch thì chùi, không như này cũng được. Cái này chắc phải hơn 5 lít á. Đi nóc dày luôn, hơn 5 lít á. Trời ơi, cái bình vậy đó, bình to đùng luôn. Cái này 50 77 300.000 ha. Thùng cái này mà tại vì cái nắp nó bị ấy cho mấy 300, chứ không cái này cái nắp mà nó toàn diện nó đẹp là nó không có giá này luôn á. Tay cầm. Đi nóc rất là dày luôn mà to nó mới được. Cái này hơn 5 lít á. Rồi cái số 77 ha, 300. 77 300.000. Kết thúc cái video ngày hôm nay luôn. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem kênh, ủng hộ xem kênh hết trơn thì subscribe ha. Và chưa đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo thì đang xin chào và hẹn gặp lại mọi người.